Hi everyone, my name is Angelica, and today we're gonna find something so mysterious. You'll probably like it. And I'm Yolanda. You can call me Jolly for short. We'll start by entering that mystery cave. And you will see the building of buttercups. Mình đứng ở giữa nè. Mình lê một vòng cho mọi người xem. À, nó vàng hết luôn. Ở chỗ này nó đẹp cái là nó nằm ở khúc ở ngoài kia cũng có mà nó lác đác. Còn này là đi vô qua một cái vòng cây là bắt đầu nó hiện ra màu vàng đẹp ghê. À. Đây cái hoa của nó là nó như vậy nè mọi người. Đó. Đó, hoa của nó như vậy đây. Mà rập luôn. Có mấy cái hoa trắng trắng nữa nè, không biết hoa này hoa gì. Nhìn gần cũng đẹp ta. Hoa trắng, hoa vàng. Đó, giờ có nắng lên chút xíu nó sáng. Nó trúng đầu bây giờ. Ê, có một con phót đang chạy.